Ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án bé gái VA 8 tuổi bị dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cháu VA đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột VA. Còn bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang trước đó đã rút đơn xin giảm nhẹ hình phạt sau khi bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình. An ninh tòa án được lực lượng an ninh siết chặt. Sáng ngày 28 tháng 4, Tòa án Nhân dân quận 8 thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm Trần Hữu Tính, sinh năm 1987, tức diễn viên hài Hữu Tính, và Nguyễn Hoàng Phi, sinh năm 1990, làm nghề chỉnh nhạc DJ, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Trọng Trúc, phó chánh án Tòa án Nhân dân quận 8. Theo cáo trạng, sáng ngày 11 tháng 6 năm 2022, công an ập vào kiểm tra căn hộ tại chung cư Giai Việt, phường 5, quận 8, phát hiện Hữu Tính, Hoàng Phi cùng một số người có dấu hiệu sử dụng ma túy. Kiểm tra phòng, công an thu giữ nhiều viên nén là ma túy. Qua xét nghiệm, Hữu Tính và hai người khác dương tính chất ma túy. Trưa ngày 28 tháng 4, Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng tiêu hủy trên 89.000 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, giả mạo nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng. Lô hàng mỹ phẩm khẩu trang nói trên được tiêu hủy tại chi nhánh Công ty Cổ phần Môi trường Thiên Thanh, nhà máy xử lý chất thải nguy hại Vĩnh Tân, thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trước đó, ngày 26 tháng 4, tại chi nhánh Môi trường Đô thị Sài Gòn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Môi trường Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiêu hủy hàng trăm mặt hàng giả mạo các thương hiệu như nón sơn, CK, Burberry, trị giá trên 111 triệu đồng. Sáng ngày 28 tháng 4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế tham nhũng buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi giả mạo trong công tác, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn và một số địa phương liên quan. Theo đó, căn cứ kết quả điều tra xác minh và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố vụ án hình sự giả mạo trong công tác, xảy ra tại tỉnh Đồng Nai, Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn và một số đơn vị địa phương liên quan. Đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn, về tội giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 4 điều 359 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Ngày 27 tháng 4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với ông Phạm Văn Thành, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đồng thời khai trừ khỏi đảng đối với ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều, Phó trưởng Ban Dân vận Thị ủy Đông Triều do có liên quan đến sai phạm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á xảy ra ở Trung tâm Y tế thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Thành và Bình mặc dù không tư lợi cá nhân, nhưng đã có những chỉ đạo sai quy định, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tờ Washington Post dẫn lời giới chức quân sự Mỹ cho biết, ba phi công đã thiệt mạng trong vụ hai trực thăng Apache của lục quân nước này bị rơi tại bang Alaska khi trở về sau nhiệm vụ huấn luyện bay vào sáng ngày 28 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Người phát ngôn lục quân Mỹ, đại úy Molitris, xác nhận 3 trong 4 phi công trên 2 trực thăng đã tử nạn. Hiện phi công còn sống đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Giới chức trách đang điều tra nguyên nhân tai nạn. Hai trực thăng Apache trên thuộc phiên chế Trung đoàn Không quân 25 của Sư đoàn Dù 11 tại căn cứ quân sự Fort Wainwright. Vụ tai nạn xảy ra gần vùng Haley thuộc bang Alaska, cách đô thị Fairbanks khoảng 128 km về phía tây nam. Đây là vụ tai nạn thứ hai trong năm nay tại Alaska, có liên quan trực thăng Apache. Vào tháng 2, một loại trực thăng này đã rơi tại sân bay Tachikna, phía nam bang Alaska, khiến hai binh sĩ bị thương. Trước đó, theo hãng tin AP, hai trực thăng của lục quân Mỹ đã gặp nạn và bị rơi tại bang Alaska khi trở về sau một chuyến bay huấn luyện vào sáng ngày 28 tháng 4 theo giờ Việt Nam.